Xin chào các bác, cửa hàng Minh Audio Hà Đông lại tiếp theo chương trình giảm giá đầu năm 500.000 đồng. Những mẫu lọc vàng chanh này thì tôi bán giá là 4,2 triệu đồng, giảm 500.000 đồng thì còn 3,7 triệu đồng. Còn màu đen 4 triệu giảm giá thì còn 3,5 triệu đồng. Inkeo 5010 màu vàng chanh giảm giá đầu năm 2020. Và đây là thông tin cửa hàng tôi, Minh Audio Hà Đông Hà Nội, địa chỉ rõ ràng như trên tấm biển này. Mẫu này thì tôi đã có quá nhiều video rồi, đã test rất nhiều rồi, gồm có hai đường vào âm thanh, đường vào line, đường vào tape ở bên này, còn đây là đường xuất xuống âm ly. Lọc này thì dùng điện 220, con dưới thì dùng hai cầu điện, con trên thì chỉ dùng điện 220. Rất đẹp luôn. Nói chung góc cạnh còn quá đẹp luôn, còn xước sát theo thời gian là phải có. Chứ còn móp méo xước sát góc cạnh là còn rất đẹp luôn. 6 chế độ lưu nhạc, hai đèn nháy hai bên. Con này thì nó bong mất cái tem Inkeo, tôi chưa dán lại. Lúc nào tôi sẽ dán lại sau. Đây. Đây là đường vào âm thanh, đường line và đường tape. Còn đây là có lọc và không có lọc. Hiện chữ defit là không có lọc nha. Đây là loa trái và loa phải này. Đó. Còn đây nút nhớ, bấm vào đây hiện chữ memory là nút nhớ. Tôi sẽ chỉnh cho các bác cùng nghe. Ấn vào chế độ số 1 đi. Xong ấn vào nhớ, ấn 1 là nó lưu lại. Ngàn thu an dân dưới mộ sâu đất khô. Ấn vào nhớ, ấn 1. 2 chưa lưu là nó sẽ nằm ngang. Rất hay luôn, đây là một trong mẫu lọc rất hay của Hàn Quốc. Hay và đẹp ở hai tiêu chí luôn. Đạt cả hai tiêu chí hay và đẹp. Cho nó một like, cho nó một like, tôi dành cho nó một like, chứ không phải các bác cho nó một like. Chế độ số 2 muốn chỉnh, đây chỉnh xuống đây, cho nhiều ít ít lời, nhiều tép nhiều bát. Ấn vào nhớ, ấn số 2 đó, chỉnh được rồi thì nó sẽ nằm, nó thay đổi như này. 3, nói chung là chỉnh rất dễ thôi, dễ hơn ăn cơm bác ạ. Ăn cơm nó khó hơn, còn cái này dễ hơn. Thường thì khách hàng mua thì tôi đã chỉnh sẵn cho bác, chỉ về sẵn bấm thôi, chỉ về sẵn dùng thôi. 6 chế độ mình muốn dùng kiểu gì thì dùng. Tổng cái lọc này nó còn có 12 chế độ các bác nhá. 12 chế độ. Có nghĩa là chế độ người dùng và chế độ của máy. Chế độ người dùng là user này, chế độ của máy là preset. Có nghĩa là tổng tận 12 chế độ cơ. Chế độ của máy mình không chỉnh được nữa đâu, chỉ có người dùng mình mới chỉnh được thôi. Nói là cực hay luôn, một trong mẫu lọc cực hay của Hàn. Vâng, xin cảm ơn, hẹn gặp lại.